Rồi các bác, thì đây là cái video 1080 30fps thôi, giữa cái con Wing và cái con 4XL. Thì hôm nay là cái ngày chủ nhật mà em được nghỉ, nhưng mà cái thời tiết nó hơi mưa phùn phùn các bạn, cho nên trời nó không được nắng cho lắm, nó hơi mờ mờ. Thì cũng coi như là trời sáng đấy, ok, nói chung là cũng được. Đó. Chọn một chỗ cây này cho đỡ mưa các bạn. Từ hôm đi nghịch thì nó lại mưa mất, chán quá. Chạy lên tiên tí nha. Con bé kia nó đang nhìn. Đó. Ở chỗ này có cái đường thông khá là đẹp. Như cái màu của cái đường thông này này. Thì em thấy là cái màu của cái con Wing nó cho cái màu nó giống thực tế hơn. Cái con 4XL thì nó màu nó hơi nhạt hơn, hơi hơi xám xám, ngả về xám hơn. Đó. Đi tìm xem có bông hoa nào để quay không nào. Rồi. Ở đây. Đây có mấy bông hoa. Nói chung ở đây giờ dạo này mùa này cũng chẳng có hoa gì các bạn. Cho nên là chả biết quay cái hoa gì luôn. Đó. Thì như ở cái bông hoa này thì con Wing nó bị cháy sáng hết các bạn. Cháy hết luôn. Thậm chí nó không nhìn thấy cái màu, không nhìn thấy cái nhụy hoa màu vàng luôn. Còn con như ở trên màn hình em còn thấy con 4XL nó còn nhìn thấy. À, con Wing như mình ấy nó lại bị cái hiện tượng là nó lấy nét hơi chậm các bạn, cho nên nhiều khi là nó còn không lấy được cái chủ thể luôn ấy, gần gần nó ấy. Đây, ở đây có bông hoa nữa này này. Đó, thì như này thì nó còn lấy nét được này. Thì như bông hoa này so với cái màu thực tế thì là con Wing nó hơi đẩy lên một tí, còn con 4XL thì em thấy nó khá là giống với thực tế. Tuy nhiên thì cái màu xanh của nó thì màu xanh bên dưới thì nó lại hơi vàng vàng đó. Ok, xem có bông hoa nữa không. Đây có một bông hoa rất to đây. Đấy. Đó các bác, thì con Quỳnh nó bị cháy sáng bạch luôn đó. Rồi ok, em sẽ chuyển sang 60 nhá, xem thế nào. Ở trong này có một cái vườn vườn đào tiên nữa, quả rụng rễ dãi họ không thu hoạch các bạn. Chuyển sang 60 nhá. Rồi kia các bác, thì em đã chuyển sang cái video 1080 60 rồi. Đây, như em vừa nói thì đây đằng trước có cái vườn quả đào tiên. Hồi xưa em nhớ quả đào tiên này 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 nó khá là được ưa chuộng, bây giờ thì hình như là nó chẳng được ưa chuộng nữa. Chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Rồi đây, một bông hoa khác này. Đó, không hai con không lên nét được luôn. Cho xa xa ra. Đó, cho xa xa ra thì nó mới nét được. Ok. Em sẽ chạy lên cái bông hoa kia. Chạy một tí nào. Thôi, chạy thế thôi. Đây. Thì thực ra là cái màu, em thấy là màu nó vẫn thế thôi. Nó không có gì thay đổi cả. Tí nữa thử lên 4K thì có thể nó sẽ khác thôi, chứ màu bây giờ thì nó vẫn thế. Đấy. Thực ra thì em vẫn thích màu con Wing hơn một chút. Chỉ có mỗi bông hoa này để quay các bạn chán quá. Đó. Ở chỗ này ấy, ở cái bông hoa này ấy, thì em lại thấy là cái con Wing nó lại cho cái chi tiết tốt này. Màu sáng, màu trắng thì đương nhiên nó cũng hơi đẩy lên một tí, nó hơi bị cháy một tí, nhưng mà ở cái khung ảnh này thì em còn thấy là cái con Wing nó cho cái chi tiết rất là tốt luôn. Đó. Rồi. Đi tiếp. Đây, quay xung quanh cho các bác xem. Toàn cảnh. Ở chỗ này là một cái khu đất đô thị mà. Còn rất nhiều đất nhưng mà không tiền mua. Rồi. Đi tiếp. Rồi, sẽ đến một cái ở trên kia, nhà kia có cái cây hoa đẹp quá mà. Thôi, ngại quá không dám vào. Tiếp theo là vẫn là cái lá cây của cây thông này thôi. Đây, nó vẫn như cái 30 thôi. Ok, em sẽ chuyển sang 4K nhé. Tại vì em thấy có thể là 4K nó sẽ khác đấy. Rồi các bác, thì đây là cái video 4K 30fps. Thì con 4XL nó chỉ tới được 4K 30 thôi, nó không có 4K 60 đâu. Đây thì vẫn là cái lá cây này đây. Thì em thấy là cái màu con Wing nó cho nó cái màu nó gần với thực tế hơn.
Còn 4XL thì nó vẫn hơi xám hơn một tí, nhưng mà sự chi tiết thì em thấy là gần như là con 4XL nó có vẻ chi tiết hơn. Con Wing nó hơi 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 đẩy đẩy sáng lên một tí ấy. Trông nó hơi hơi bị mất chi tiết một chút. Rồi đi tiếp. Chạy lại cho là. Ê, chạy 4K này thì chắc nó trông trông kém đi rồi. Chạy lại cái chỗ đây. Rồi, sẽ lại cái bông hoa lúc nãy. Bông hoa nào nhỉ? Đây, ở cái bông hoa này đi, không sao cả. Đây, ở bông hoa này. À, vẫn là bông nãy đây. À, thì nó vẫn con Quỳnh nó vẫn cho cái cảm giác là đẩy sáng lên, và ở bông hoa này thì nó còn lấy chi tiết được. Đó. Ok. Con Quỳnh ấy, về bến đêm ấy. Em đã sử dụng Quỳnh rất là lâu rồi, khá là lâu rồi. Thì con Quỳnh ở bông hoa, à đây rồi. À, vẫn là bông hoa này thôi. Đó. Đấy, bông hoa này thì em thấy là chi tiết vẫn còn 4XL, vẫn em cảm giác nó vẫn tốt hơn. Còn Wing ấy em sử dụng lâu rồi ấy, thì em thấy là cái hiện tượng lấy nét chậm của nó là có nhá các bác. Nó không chỉ riêng về con Wing đâu, và riêng về tất cả các dòng LG luôn, nó đều có hiện tượng là lấy nét chậm hơn một chút so với những cái hãng khác. Cho nhiều anh em mà dùng thì có thể là hơi bị ức chế. Rồi ok, thế thôi. Rồi chào các bác nhé, em sửa sang cam trước. Rồi ok các bác, thì đây là cái cam trước của hai con Wing và 4XL. Thì như em thường thấy đây ấy, thì là cái màu của con Wing nó đẩy sáng lên một chút, còn con 4XL ấy nó thiên về chi tiết hơn, và cái màu da nó đẹp hơn. Con Wing thì hơi 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 trắng bật bợt hơn một tí đây. Rồi. Nói chung là cam trước thì LG nhà mình thì chưa bao giờ là điểm mạnh. Còn Quỳnh này cũng thế thôi. Em cũng chẳng cần xem trống rông như nào đâu nhá, tại vì nó không có ý nghĩa gì ở đây ở cam trước này cả. Rồi, thử đi vòng vòng thì xem nào. Xem cái tán cây phía trên nào. Thời tiết đang hơi mưa một chút các bạn, cho nên là nhiều khi có thể bị dính hạt mưa. Cũng chả biết đâu được. Nó dính vào cam thì sao, nhưng mà em đang nhìn thì nó không bị dính. Đó. Đây các bác có thể thấy cái quay video cam trước, thì em nghĩ là quay cam trước thì đây, ngược sáng đây thì Wing cho mình sẽ không ăn được đâu. Đấy. Đó, ngược sáng này. Đó, ngược sáng. Đó. Rồi đi một đoạn nữa xem, chẳng có cái gì, nói chung ở đây chẳng có hoa xét gì mà quay các bạn, thế nên là các bác đấy hết sức thông cảm nha, tại vì hôm nay mưa quá không chạy đâu được. Rồi ok, thế thôi, cảm trước như thế là các bác đủ hiểu rồi. Rồi ok các bác, thì đây là cái video giữa con Wing và con Pixel 4XL. Thì em đang để là 1080 30 nhá. Đây các bác có thể thấy thì như trên màn hình ấy, em đang thấy là cái màu và cảm giác như cái cả độ chi tiết nữa, thì con Wing có vẻ nó ngon hơn. Đây là ở trên màn hình thôi và ở cái chỗ này thôi, chứ còn khi ghép lại em chưa biết đâu. Đây, như chỗ này thì cái con 4XL cảm giác lại ngon hơn. Đấy, đây sẽ thử. Đây có mấy bông hoa đây, mùa này nó cũng ít hoa quá các bạn, đang như là ở cái màu này này các bác. Ở cái màu hoa bông hoa giấy này ấy, thì là cái con 4XL nó sai lệch màu hẳn luôn. Không biết là do cái màn hình hay như nào, nhưng mà nó con 4XL nó cho thiên về màu hồng luôn. Còn con Wing thì nó cho gần với màu thực tế nhất, đó là màu đỏ đỏ ấy. Đó. Rồi. Rồi sẽ đi tiếp. À, thời tiết nó đang là hơi 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 một tí là mưa các bạn, cho nên là có thể là trời nó hơi tối một tí. Rồi. Chạy thử nhá, ở cái 30 nhá, chạy nào. Ở khu em có mỗi cái chỗ này là nó có ánh đèn màu tối tối để mà quay. Đây, đây có cái lá cờ đây. Đó. Thì cảm giác như con 4XL nó có vẻ nó, em cảm giác như nó trong hơn ấy. Còn màu tuy nhiên nó hơi 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 ngả vàng hơn thì đúng rồi. Thì có thể là do cái màn hình. Đó, ở như ở chỗ này này, đấy như ở chỗ này nhá. Ở chỗ này con 4XL nó vàng khè luôn. Còn con Wing thì nó cho cái màu nó hơi lá, còn hơi xanh xanh. Và
đây, như cái ánh đèn ở trong cái lùm cây kia đấy, nó cũng không bị gắt quá. Đó, hai con này đều kính camera đều đo rất kỹ nhá. Và các bác nhìn cái nền trời kìa. Cái nền trời thì như em nhìn cái con Brickler thì nó có hẳn màu xanh, nó còn hiển thị màu xanh, nó đẹp hơn, trông nó lung linh hơn. Còn con Wing như thì nó đen xì luôn, gần như đen xì luôn, màu hơi xám xám, thì nó gần với cái màu thực tế nhất. Còn cái lá cây ở chỗ này thì con Wing lại đẩy hơi xanh một tí, rồi con Brickler thì nó lại hơi vàng hơn, hơn so với thực tế. Nhưng thực ra thì cái lá cây chỗ đằng trước đây thì nó cũng hơi vàng vàng thật. Rồi, ok. Một chỗ là tối tối đấy nhỉ. Ok các bác, đây, đây là cái ngoài đường lớn ấy, xe công đang chạy đây. Đó, công nhân người ta đang về. Rồi ok, em sẽ chuyển sang 60 nhé. Rồi ok các bác, thì đây là cái video giữa con Wing và con 4XL ở cái chế độ Full HD và là 60 FPS rồi. Thì các bác nhìn thấy cái xe này, em thấy cái xe nó rất là chi tiết luôn, của con 4XL ấy đấy. Còn con Wing thì nó mờ mờ rồi. Nói chung là đây này, các bác nhìn này, đấy con công đằng trước nhá. Đó, con công đằng trước này. Đó, nó con 4XL rõ cực kỳ luôn, chi tiết rất tốt luôn. Đó. Rồi, tiếp theo. Chạy lại chỗ cái lá cờ tí này. Trông chạy thì cũng chẳng ít thôi. Em nghĩ là cái con 4XL nó sẽ có thể chống rung kém hơn. Thế thì em nghĩ thế thôi. Sau này sẽ. Rồi, đây là cái đấy, các bác có thể thấy hạt mưa đấy, hơi mưa mưa đấy. Đó. Em phải quay nhanh em đi về thôi. Mưa rồi, có thể là mưa rồi. Rồi ok. Em sẽ lại cái hoa kia xem nào. Cái hoa này tối quá. Cái bông hoa này rất là tối luôn. Đó thì con 4XL nó vẫn cho cái màu hồng hơn. Tuy nhiên thực tế thì nó lại hơi cái màu cũng là hồng, nhưng mà nó lại không hồng quá như cái con 4XL đâu. Tuy nhiên thì con Wing ấy thì nó lại chuyển sang gần như là màu đỏ, thì nó hơi xa xa cho thực tế, nhưng mà nó dù sao thì nó vẫn gần hơn, gần thực tế hơn một chút. Đây sẽ lại cái chỗ bông hoa này nữa. Đây như cái đám cỏ này. Như đám cỏ này con các bác có thể thấy là con 4XL cho cái chi tiết rất là tốt luôn. Đó. Và nó có hơi ám vàng hơn thật. đây cái bông hoa này thế. Cái con Wing ấy nó có cái điểm yếu là nó lấy nét khá là chậm, các bác nhìn này, cái bông hoa này này. Đấy, nó lấy nét mãi không lấy nét được luôn đấy. Đấy, do dí gần vào không lấy nét được luôn, không hiểu tại sao luôn. Đấy là em không dán bất kỳ một cái gì trên kính cam của con Wing đâu nhá. Đấy các bác thấy không? Con Wing nó không lấy nét được luôn. Đấy, nó nét rất củ chuối cực kỳ luôn. Không hiểu tại sao luôn. Đó. Giờ mình lấy nét một tí này, đấy. Rồi thì nó cũng tương tự như cái 30 kia thôi. Đó. Các bác cứ bảo là dòng Pixel của Google họ làm camera chụp thì đẹp nhưng mà quay thì xấu, nhưng thực tế là em thấy họ quay khá là tốt đây. Rồi em sẽ chuyển sang 4K nhá. Rồi ok các bác, thì đây là cái video 4K giữa con Wing và con 4XL. Thì con 4XL chỉ lên được 4K 30 thôi, không lên được 4K 60. Các bác nhìn thấy này, ở cái chế độ 4K này thì em cảm giác là cái con Wing nó tốt hơn này. Ví dụ cái xe này, đó, cái xe này, đấy, cảm giác cái xe này tốt hơn. Cảm giác là lên 4K con 4XL nó bị bể hơn, nó bị kém chi tiết đi ấy. Như em đang nhìn trên màn hình thôi nhá. Em đang nói về cái chuyện mà đang nhìn trên màn hình điện thoại thôi. Đây ví dụ con công kia kìa. Con công kia đang tới kìa. Đấy các bạn nhìn thấy này. Đó. Lên 4K cảm giác là đó. Lên 4K cảm giác như là cái con 4XL nó bị kém chi tiết rất là nhiều luôn. Đây thử cái bông hoa này xem nào. Lại cái bông hoa này. Thì màu sắc thì nó vẫn thế thôi. Màu sắc thì hai con vẫn thế thôi. Nhìn màu thì có vẻ con 4XL nó vẫn cho cái màu nó tươi tắn, nó lịch mắt hơn. Chạy thử cái 4K này xem nào. Ok. Thôi chạy thế thôi. Nói chung là cũng không cần phải so sánh cái trông rung nhiều đâu. Đi bộ thì các bác cũng có thể nhận biết được luôn đấy. Rồi đây là cái lá cờ này. Đang mưa rồi các bạn, em phải quay nhanh em về thôi. Đó. Rồi. Đi lại chỗ tối để nó xem. Lại vẫn thật là cái cây này đây.
Đó, ở 4K 30 này thì con Wing em thấy là nó cho cái chi tiết tốt hơn các bạn. Đó. Rồi. Đó, cái xe kiện thế thôi, nó cho chi tiết tốt hơn rất nhiều. Đây con công màu xanh này. Đó, con công này màu xanh nhá các bác, nhưng mà con Wing này cho màu vàng vàng. Rồi ok. Rồi rồi. Em sẽ chuyển sang cam trước xem thế nào nhá. Đi vào chỗ tối đây, chỗ này rất là tối luôn. Chỗ này tối xen đen xì luôn, không nhìn thấy gì luôn. Thì con cái con 4XL vẫn cho nhìn thấy cái cảnh vật nó hơi mờ mờ. Con Wing chả nhìn thấy gì luôn. Rồi ok, chuyển sang cam trước nhá. Rồi ok các bác, thì đây là cái video bằng cam trước. Thì con 4XL ấy, em vào cái đặt của nó thì chả biết là cái cam trước này nó có độ phân giải, à quên, cái quay cái video có độ phân giải là bao nhiêu nữa. Nó chỉ có bật cam trước lên rồi để quay thôi. Cho nên cứ để về em quay thôi. Thì con Wing em để là Full HD 30 thôi. Còn con 4XL để mặc định của nó chả biết là bao nhiêu, về nhà máy tính em mới biết được. Thì em nghĩ là nó chỉ là Full HD thôi, Full HD 30 thôi. Đây, ở chỗ này này, các bác thấy cái dưới cái ánh điện này này, cái mặt của em nó, con Wing ấy, nó trở lên đỏ cạch vàng khe. Thì con 4XL nó vẫn giữ được cái cảm giác là cái thật màu hơn, cái chi tiết hơn ấy. Đấy. Cả cái tán cây đằng sau nữa thì cái con cam trước của con 4XL nó vẫn, em cảm giác là vẫn ngon hơn rất là nhiều. Rồi sẽ đi vào chỗ nào nó tối hơn một chút. Đây. Chống rung thì cũng không cần phải test đâu, cam trước thì chống rung chết gì nữa. Đây, có cái lá cờ đằng sau đây. Đó. Ngược sáng nữa. Đó, thì cái con ở cái cam trước này em thấy là cái con 4XL nó ngon hơn. Cả cái ánh đèn nữa nó cũng ngon hơn. Đó. Tuy nhiên thì cái màn hình nó hơi rung rung giật giật vì do cái tần số quét của màn hình thôi. Cái đấy thì không tính kệ nó. Đó, các bác có thể thấy vào chỗ tối có bông hoa này xem nó thế nào. Rồi. Đó. Đó thì cái màu ở cái cam trước này đấy các bác thấy này. Cái màu của cái cam trước này thì lại màu của cái bông hoa đằng sau ấy nó lại ngon hơn. Nó không bị hồng như là cái cam sau đâu. Đấy, còn cái con Wing thì nó cũng hơi đỏ đỏ thật. Đó, nói chung là con Wing nhà mình ấy quay không nên nỗi tệ đâu các bác. Em thấy là quay phim của nó khá là ổn luôn. Em cũng dùng cái V50 G8 rất là nhiều, nhưng mà em thấy là cái con Wing nhà mình có vẻ là trội hơn về việc quay phim đấy. Đó. Ở cái cam trước này thì con Wing nó lại đẩy cái màu của bông hoa thành màu hồng luôn. Còn con 4XL thì lại đẩy nó không hồng mấy, nó gần với thực tế hơn. Đấy, cam trước cái màu lại ngon hơn các bạn. Không hiểu kiểu gì. Rồi rồi ok các bác, nó mưa rồi. Em sẽ dừng video ở đây nhé. Thì em thấy đánh giá là cái cam trước và cam sau mà của con 4XL và con Wing ấy, thì các bác cũng đánh giá là dòng Google ấy, Pixel ấy, thì nó quay phim không được tốt. Thì em thấy đây thì nó cũng không phải là không tốt lắm đâu, nó vẫn ổn đấy. So với LG nhà mình có khi nó vẫn hơn cơ đấy các bạn. Đặc biệt là cái cam trước thì LG nhà mình thì nổi tiếng tệ rồi thì không nói, nhưng mà cam sau thì em thấy nó vẫn có thể ăn được đấy, nó không đến nỗi tệ đâu. Rồi ok, chào các bác nhé.